Welcome anh em to Hobby Holic. Trên tay tận đây chính là Gold Zeo Ranger nằm trong chiến đội Power Ranger Zeo. Nhưng nhìn vào head cup này thì ắt hẳn anh em cũng đã nhận ra đây không phải là Jason Lee Scott mà đó chính là Trey, chiến binh Gold đầu tiên của chiến đội này. Trey là một người ngoài hành tinh đến từ Chiforia. Anh đã sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu và giúp đỡ các chiến binh Zeo. Với kỹ năng chiến đấu siêu hạng kèm theo bộ chiến phục cực đẹp, có thể nói đây là một trong những chiến binh thứ 6 có bộ suit nằm trong top đẹp nhất của Power Ranger. Về sau, anh đã truyền lại sức mạnh của mình cho Jason, Red Ranger đầu tiên của franchise này. Lightning Collection đã làm mẫu Gold Zeo Ranger rất đẹp với các chi tiết trên bộ giáp vàng được sơn khá tốt. Màu vàng trên giáp ngực, giáp gối và vũ khí dù không phải là vàng gold nhưng vẫn khá ổn so với mẫu này. Một head sculpt của Trey, cặp bàn tay thay thế, vũ khí đặc trưng của chiến binh Gold Zeo Ranger kèm theo hiệu ứng đi kèm. Đây là mẫu thứ hai sau khi bắt Gold Zeo Ranger của Jason Lee Scott làm dậy sóng anh em sưu tập Power Ranger một thời. Theo Thịnh đánh giá thì đây là một mẫu đáng mua. Anh em đánh giá thế nào hãy cho Hobby Listen ý kiến của anh em nhé. Cảm ơn anh em.